đã tìm được chưa? Chủ quán ơi, cho bác bún đặc biệt nhá. Đấy, chị Lưu ở trên đấy đấy. Chị ơi, quán tôi đóng cửa mất rồi. Mọi số liệu đều ở trong đấy hết, em tìm kỹ đi nhá. Ok, được rồi. Cứ thế mà làm nhá. Ok, ok. Chị ơi, bún đặc biệt của chị đang, của chị ấy 75.000. Này, anh có thấy tôi lau sẵn đũa đi để ngồi ăn tại quán không? Sao lại đóng hộp cho tôi? Mà anh có biết tôi là ai không? Hầu hết khách ở quán của anh đều là nhân viên của tôi đấy. Tôi có biết chị là chủ tịch công ty Ham Group. Thế nhưng mà chị thông cảm giúp tôi, quán tôi đã đóng cửa rồi à? Tôi thấy quán vẫn đang mở cửa mà. Tôi sẽ ăn nhanh thôi. Phiền chị thông cảm giúp tôi, quán tôi đã đóng cửa rồi, tôi không thời gian chờ chị đâu. Này, anh bán hàng kiểu gì đấy? Anh có muốn bán đâu không đấy? Chị thông cảm giúp tôi. Này, em hẹn khách muộn một chút nhá. Chị về công ty ăn trưa đã. Sếp nói ăn trưa ở quán đối diện, rồi hẹn gặp khách hàng ở đó mà. Thôi, em đừng nhắc đến cái quán đấy nữa. Chuyện gì vậy sếp? Nếu sếp không hài lòng thì từ mai em sẽ đổi chỗ đặt ăn trưa cho mọi người ở quán khác ạ. Cũng không có gì đâu. Ban nãy chị vào thì người ta bảo đóng cửa, đuổi chị đi ấy mà. Mà... thôi chết, quên chưa trả tiền rồi. Này, anh ơi, tôi trả tiền này. Anh ơi, này. Mít, bố tới rồi đây. Bố. Anh đến muộn, hết thời gian gặp con rồi. Anh xin lỗi, tại vì quán tự nhiên có khách đột xuất nên quá muộn một chút, em thông cảm cho anh nhé. Anh vô dụng đến nỗi, một tháng chỉ có một lần gặp con 30 phút thôi mà anh cũng đến trễ được. Tôi không có thời gian để đợi anh đâu, tôi còn có công việc khác nữa. Ok, em. Mẹ cho con gặp bố một lúc đi. Hết thời gian gặp bố rồi, mẹ có đi công việc. Ok. Đi. Không, con muốn gặp bố con. Đi. Thôi mà em, cho anh chơi với con 5 phút thôi, có được không? Không có 5 phút gì hết, muộn công việc của tôi rồi. Đi. Đi. Con. Cô cho tôi hỏi đường đến Dương Khuê được không? Chị là Linh, chủ tịch Ham Group đúng không ạ? Đúng vậy. Em là Trang, em đang có lịch hẹn với trưởng phòng bên chị để trao đổi dự án hợp tác ạ. À, vậy à? Hay là bây giờ thế này đi. Hiện tại tôi cũng đang rảnh, hay là chúng ta có thể bàn chuyện luôn ở đây. Thay vì làm việc với nhân viên của tôi, thì cô có thể làm việc trực tiếp với tôi. Nếu mà ổn, thì chúng ta có thể ký hợp đồng luôn. Bàn công việc luôn ở đây ạ? Liệu có tiện cho chị không ạ? Không sao, tôi cũng thích không gian thoáng đãng ở đây mà. Vậy chị đợi em một lát ạ. Hai bố con chơi với nhau đi. Lát xong việc, tôi sẽ đưa con về. Yeah. Đi, hai bố con lên đây chơi nhá. Dự án em muốn trao đổi với chị là khu công viên giải trí xanh dành cho các gia đình. Mô hình là như thế này ạ. Ít thối của bố trốn đâu rồi nhỉ? Cảm ơn chị ạ. Cảm ơn sếp Linh đã luôn lắng nghe em trong suốt 3 tiếng đồng hồ qua. Mà em hơi thắc mắc, bình thường sếp rất là bận, nếu mà gặp sếp ấy phải đặt trước. Nhưng mà sao hôm nay sếp lại ưu ái dành thời gian cho nhân viên của đối tác thế ạ? Không phải là vì tôi ưu ái cô đâu, mà là vì tôi muốn xin lỗi và bù đắp thời gian cho anh ấy, vì tôi đã lấy mất. Sao sếp Linh lại xin lỗi và phải bù đắp thời gian cho chồng cũ của tôi ạ?
Bởi vì tôi chính là người khách hàng đã gây khó dễ khiến anh ấy tới muộn đấy. Cũng vì chạy theo anh ấy đến đây mà tôi mới biết được rằng anh ấy có thể đóng cửa hàng chỉ để chạy đến gặp con gái của mình. Thì ra là vậy. Chỉ vì muốn đến gặp con gái mà anh ấy có thể bất chấp đóng cửa không nhận khách. Không phải ai cũng có thể đánh đổi tiền bạc để dành thời gian cho con gái đâu. Tôi cảm thấy nể phục anh. Mi, sao con không ở trường đợi mẹ? Là mẹ phải đi tìm con. Mẹ hứa hôm nay mẹ để đón con đúng giờ, rồi đưa con đi chơi nhà bóng mà. Hôm nay mẹ có việc nên mẹ về muộn. Hôm khác mình đi nhá. Con không cần nữa. Con đợi mẹ có lâu không? Lúc nào mẹ trở về muộn, lúc nào cũng chẳng phải đợi. Có cái con này, ăn nói với mẹ như thế à? Mẹ có việc thì mẹ về muộn thôi, chứ mẹ có đi chơi đâu. Ngày trước bố cũng đi làm nhưng không bao giờ đó con muộn cả. Bố cũng không bao giờ thất hứa cả. Con với chả cái, đi về nhà. Mẹ ơi, mẹ chơi với con đi. Con ra đi, mẹ đang bận, lúc khác mẹ chơi với con sau. Lúc nào mẹ ông bận, lần nào mẹ ông bảo không khác hết. Mẹ có bao giờ chơi với con đâu. Mẹ chơi với con đi. Con đi ra. Mẹ đã nói bận là bận. Mẹ bận là vì ai? Là vì để nuôi con đấy. Ra ngoài. Mẹ xong việc rồi, con về với mẹ đi. Hôm sau bố lại qua chơi nhá. Một lúc nữa đi bố, con nhớ bố lắm, con muốn ở bên bố lâu hơn thôi. Bố biết rồi, bố xin lỗi con nhiều. Lần sau ấy, nhất định bố sẽ tới trước giờ. Hôm nay phải về thôi, mình để làm mẹ sẵn nhá. Con bé có vẻ rất hạnh phúc khi được chơi với bố đấy. Em xong việc rồi à? Thôi, em đưa con về đi. Thật lòng tôi cảm ơn cô nhiều. Con gái ngoan, nghe lời mẹ nhớ chưa? Bố về đây. Bố. Sau bố sẽ đến. Bây giờ con về với mẹ đi, đừng làm mẹ giận, được chưa? Em suy nghĩ lại rồi. Nếu anh có thời gian rảnh, anh có thể qua thăm con bất cứ lúc nào. Em nói sao cơ? Yeah. Có thật là anh có thể qua thăm con bất cứ lúc nào không? Dù sao ấy, thì con cũng rất vui khi được gặp anh. Hơn nữa, công việc của em cũng bận rộn, phải đi công tác nhiều. Em cũng cần phải có anh để cùng nhau chăm sóc bé. Dù sao, đâu phải mình em sinh ra con đâu. Yeah, bố mẹ ôm nhau rồi. Anh xin lỗi nhá, anh nhất thời xúc động quá. Của tình yêu thì con cái chính là kết tinh của tổ ấm hạnh phúc và là sợi dây kỳ diệu để kết nối lại tình cảm gia đình. Anh chủ quán ăn ấy đã dạy cho tôi một bài học: con cái mới là đáng giá nhất.